xét tính độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính cho vectơ m x bộ tha nhân dân tới x m ha. Khi đó ta có cái ta xét cái biểu thức này, tức là alpha x1 cộng alpha x2 cộng cho nhân cộng cho alpha xm. Thì nếu như mà nó tồn tại cái alpha 1 alpha 2 cho nhân cho tới alpha m đó, nó tồn tại những cái số này mà nó không đồng thời bằng không, thì lúc này mình sẽ kết luận là m nó sẽ là phụ thuộc tuyến tính. Còn nếu mà nó sẽ có cái alpha 1 bằng alpha 2 bằng nhân bằng alpha m và cùng bằng không hết á, thì ta sẽ kết luận là m là độc lập tuyến tính ha, độc lập tuyến tính. Rồi ở đây nếu mà có một vector x nào đó sao cho alpha 1 x 1 cộng alpha 2 x 2 cộng alpha nhân alpha m xm nó bằng vector x á, đó mà ta giải ra alpha 1 alpha 2 alpha nhân nó tồn tại á, thì lúc đó x là tổ hợp tuyến tính của cái m ha. Còn nếu không á, vô nghĩa thì nó là không phải là tổ hợp tuyến tính. Cho vector x ha là tổ hợp tuyến tính, người ta hỏi là vector x có phải là tổ hợp tuyến tính của các vector trong R3 không? Câu A này, L3 đây và x đây, câu B R3 ha, và x đây. Thì muốn biết á là vector x có phải là tổ hợp tuyến tính hay không thì ta phải giải cái hệ alpha, ta giải cái hệ này đây, ta có alpha nhân cho tọa độ là 111 cộng cho alpha 1 nhân cho tọa độ là 111 cộng cho alpha 2 nhân cho tọa độ là 123 cộng alpha 3 nhân cho tọa độ là 1 trừ 57 thì nó bằng, mình cho nó bằng là x là trừ 1 trừ 10 17 đó. Thì đây là ta sẽ được cái hệ phương trình này sắp xếp theo thứ tự cộng thôi, ta đưa nó về là theo thứ tự cộng này đó. Đây là cộng thứ nhất là alpha 1 là tính alpha 1 ha, cộng thứ nhất là alpha 1 này đó. Ta sắp xếp ra cột á, alpha 1 ha, đứa này về cột này, alpha 1. Và cột thứ hai là alpha 2. 2 alpha 2, 3 alpha 2. Đây là sắp xếp cái này nè, theo cột. Này chính là hệ số của cái hệ của mình á. 1 2 3, ta sắp xếp cái này theo cột thôi. Nó là alpha 2, 2 alpha 2, 3 alpha 2 cộng lại ha. Và ta sắp xếp này theo cột nữa, nó là alpha 3 trừ 5 alpha 3 và 7 alpha 3. Ta sắp xếp theo cột á. Thì bên đây nó sẽ bằng cái này thì vector x cũng sắp xếp theo cột luôn. Là trừ 1 trừ 10 17, trừ 1 trừ 10 17 ha. Ta bấm máy tính cái hệ này thì nó được là trừ 6 3 2. Từ đây mình kết luận là do nó tồn tại alpha 1, alpha 2, alpha 3 nó không đồng thời bằng 0, hay là nó khác là nó tồn tại những cái alpha 1, alpha 2, alpha 3. Thì lúc này á, ta kết luận là vậy, x chính là tổ hợp tuyến tính của các vector trong L3. Vậy x là tổ hợp tuyến tính của các vector trong L3 ha. Rồi tương tự câu B thôi. Câu B thì ta có alpha 1 nhưng cho tọa độ là 111 cộng alpha 2 nhân cho 213 cộng alpha 3 nhân cho 120 và nó bằng vector x là 2 trừ 13. Thì ta sắp xếp theo cột thì ta sẽ được cái hệ là alpha, sắp xếp theo cột ha, thì lúc này ta được cái hệ này 111 tức là alpha 1 alpha 1 này, 213 tức là 2 alpha 2, 1 alpha 2 3 alpha 2, 120 tức là 1 alpha 3 2 alpha 3 và 0 alpha 3. Sắp xếp theo cột á, cộng lại thì nó bằng vector x cũng sắp xếp theo cột luôn, 2 trừ 13. Thì ta bấm máy cái hệ này thì nó vô nghiệp, cho nên x không phải là tổ hợp tuyến tính của các vector trong R3. Ở đối với câu B là không phải ha. Câu A thì x là tổ hợp, vector x là tổ hợp tuyến tính của các vector trong R3. Câu B là không phải. Tìm tọa độ vector x trong cơ sở B thì ta cũng làm tương tự thôi. Đó, đây x nè, thì ta cũng giải ha. Ta giả sử này, alpha 1 nhưng cho tọa độ của B là 120 cộng cho alpha 2 nhân cho tọa độ là 132 cộng alpha 3 nhân cho 013 thì nó bằng vector x, vector x là 456 đó. 456. Từ đây thì mình sắp xếp theo cột ha. Ta sẽ được cái hệ của nó là sắp xếp theo cột thì nó là alpha 1 2 alpha 1 0 alpha 1, cái cột thứ nhất. Alpha 1 2 alpha 1 0 alpha 1 cộng cột thứ hai là
alpha 2 3 alpha 2 2 alpha 2 alpha 2 3 alpha 2 2 alpha 2. Và cột thứ ba là cộng tiếp ha, 0 alpha 3 alpha 3 và 3 alpha 3. Thì vector x ta cũng xếp thứ cột là 4 5 6 này, 4 5 6. Lúc này ta bấm cái hệ này thì được alpha 1 là 19, alpha 2 là -15, alpha 3 là 12. Từ đây vậy tọa độ của vector x trong cơ sở đó, trong cơ sở B đó thì nó sẽ là như thế này. Nó là 19 -15 12 đây là T ha. Đây là mặt trận chuyển vị của nó là T. Rồi. Tương tự thì làm câu B thôi. Đó, ta có cái hệ ta bấm máy, nếu mà cái nó tồn tại một cái alpha 1, alpha 2, alpha 3 nó không đồng thời bằng 0 á thì đây là tọa độ của nó này. Còn nếu mà ta bấm vô nghiệm thì ta tất nhiên là người đề bài yêu cầu là tìm tọa độ thì tất nhiên là sẽ tìm được cái alpha 1, alpha 2, alpha 3 thôi. Còn hồi nãy ta xét cái sự có phải là tọa hợp tuyến tính hay không, thì nếu mà ta bấm mà hệ nó vô nghiệm thì nó không phải tọa hợp tuyến tính. Còn nếu hệ mà nó có nghiệm thì nghiệm nó khác không á, cả ba cái đó đồng thời không đồng thời bằng không á thì nó là tọa hợp tuyến tính. Rồi. Bây giờ ví dụ giả ha. Đây là lưu ý về trị liên vector liên. Đó, thì cái số lambda được gọi là trị liên của một cái mặt trận A. Nếu như tồn tại một vector x sao cho A nhân x cũng bằng lambda nhân x. Đó. Thì cái phương pháp để mình giải tìm trị liên vector riêng á thì ta có phương trình đặc trưng này. Ta giải cái phương trình đặc trưng này ra. Phương trình đặc trưng này chính là định thức, tính định thức của cái mặt trận A trừ cho lambda lần lambda nhân mặt trận Y thôi. Còn không, ta giải cái định thức này thì ta sẽ tìm được cái trị liên lambda. Thì ứng với mỗi cái trị liên lambda thì ta tiếp tục ta giải ngược ta lại là cái định thức là A trừ lambda Y bằng không, người ta sẽ suy ra vector liên thôi. Suy ra vector liên ha. Đó. Rồi bây giờ ví dụ này. Tìm trị liên vector liên, tìm trị liên vector liên A ha. Đây. Là trị liên vector liên của cái mặt trận A. Mặt trận A là mặt trận cấp 2 này thôi. 3 trừ 3 trừ 2 4. Và mặt trận B là mặt trận cấp 3 ha. Đây, giải này. Thì này nó cũng tương đối đơn giản thôi, giải đây. Đầu tiên là ta có phương trình đặc trưng là mặt trận A trừ cho lambda Y bằng 0. Mặt trận A trừ lambda Y á, tức là ta sẽ được là 3 trừ lambda. Còn này trừ 3 trừ 2 là 4 trừ lambda. Đó. Đây là mặt trận A trừ lambda Y. Lambda Y ha. Mặt trận Y chính là mặt trận mà nó là 1 0 0 1 ha, thì lambda nhân vô. Lambda nhân vô thì nó là lambda 0 0 lambda. Thì lấy mặt trận A trừ lambda mặt trận đó, mặt trận Y á. Lambda mặt trận A mà trừ lambda mặt trận Y thì nó là 3 trừ lambda. Nên trừ 3 trừ 0 là trừ 3. 2 trừ 0 là trừ 2. 4 trừ lambda thôi. Đó. Thì giải cái định thức này thì nó vô cùng đơn giản. Bằng cách là ta nhân chéo trừ ngược lên. Tính định thức cấp 2 này dễ lắm. Nhân chéo và trừ ngược lên nó là 3 trừ lambda nhân cho 4 trừ lambda trừ cho ha, trừ 2 nhân trừ 3 là 6, tức là trừ 6 thôi. Thì từ đây ta nhân phân phối vô thành trường 2 và bấm máy thì ta sẽ tìm được là lambda bằng 1 hoặc lambda bằng 6. Dễ dàng ha. Tính định thức cấp 2 này tính rất là đơn giản. Tìm được lambda bằng 1, lambda bằng 6. Đó. Thì với cái lambda bằng 1 thì ta thấy ngược ta lại. Ta thấy ngược lên đây ha. Tức là bằng 1 thì ta sẽ được là 3 3 trừ 1 là 2, này là trừ 3 ha. Rồi trừ 2, nó bằng 1, thế đây thì nó là 4 trừ là 3. Và ta giải cái hệ đó thì ta sẽ có được là alpha. Ta có vector riêng lúc này là 3, tọa độ là 3 phần 2, 1. Đó. Rồi tương tự ứng với cái lambda bằng 6 thì ta cũng tìm được cái vector riêng beta 1 trừ 1 ha. Thì đây cái lưu ý là mình cần phải nhớ về cái phương trình đặc trưng và giải cái phương trình, giải cái định thức của cái phương trình đặc trưng này là định thức cấp 2, nó vô cùng đơn giản ha, nhân chéo và trừ ngược lên. Đó. Thì ta giải ra ta tìm được lambda 1, lambda 2. Tới đây ứng với cái lambda 1 thì ta sẽ thế vô cái phương trình đặc trưng này nè. Là ta sẽ giải là tìm được vector riêng. Thứ nhất là ứng với lambda 1 thì tìm được vector riêng là 32, còn ứng với lambda 6 tìm được vector riêng là 1 trừ 1 thôi. Và ta có ví dụ tiếp theo. Đây, chẳng hạn như là cho mặt trận B đây, ta bảo tìm cái này tìm trị riêng thôi. Thì trị riêng của nó thì bằng cách là ta xét cái phương trình đặc trưng này.
quy trình đặc trưng là A trừ lambda y bằng 0. A trừ lambda y bằng 0, tức là 6 trừ lambda 0 0 ha, 9. Đây là trừ 2 trừ lambda và 0. Trừ 8, trừ 7, trừ 8 trừ 2 và 7 trừ lambda. Thì ta giải cái định thức này á, bằng cách là ta khai triển theo cái dòng thứ nhất thì nó sẽ rất là nhanh. Dòng thứ nhất ta sẽ khai triển là nó sẽ suy ra này. Ta khai triển theo dòng thứ nhất ha. Thì ta được cái phần tử thứ nhất là 6 trừ lambda. Nhưng cho trừ 1 thì thường là 1 cộng 1. Tại vì 6 trừ lambda nó nằm ở dòng 1 cộng 1 á. Cho nên 6 trừ lambda nhân cho trừ 1 lý thừa 1 cộng 1. Và nhân cho định thức bỏ lại dùng 1 cộng 1. Nhân cho định thức bỏ lại dùng 1 cộng 1. Định thức bỏ dùng 1 cộng 1 thì nó còn là trừ 2 trừ lambda 0. Này là trừ 2, 7 trừ lambda ha. Thì đây là định thức cấp 2 tính dễ dàng. Và ta chỉ việc là ta như ta, phía trước này thì ta viết lại là 6 trừ lambda viết lại thôi. Còn phía sau này là ta nhân chéo bằng trừ ngược lên sắp xếp lại thì nó là phương trình bậc 2. Lambda hành phương trừ 5 lambda cộng trừ 4 bằng 0, trừ 4 ha. Cái này là cái định thức cấp 2 tính dễ dàng, nhân chéo trừ ngược lên á. Và ta sắp xếp lại thì nó được là phương trình bậc 2 thôi. Lambda hành phương trừ 5 lambda trừ 4 ha. Đó. Thì tới đây thì ta giải cái phương trình này dễ dàng. Thì ta tìm được là các trị riêng như là lambda bằng 6. Này phương trình bậc 2 bấm máy thôi. Lambda bằng trừ 2 và lambda bằng 7. Đó. Vậy là ta đã tìm được các cái trị riêng. Rồi thì đây thì tới đây là xong đó ha. Rồi được rồi, mình làm ô tới đây thôi. Rồi ta kết thúc ha.